nóng bắt khẩn cấp bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái, lộ diện ông lớn tiếp theo ngã ngựa. Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên, kính chúc quý vị khán thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, chiêm nghiệm được nhiều điều nhân văn để gia đạo được luôn bình an, tấn tài tấn lộc. Thưa quý vị, mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn đề xuất từ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 và bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Trước khi bị bắt, ông Thái đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo và bắt đầu sự nghiệp tại vị trí cán bộ phòng văn hóa thông tin, thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, nơi ông đã có những đóng góp đáng kể trong nỗ lực phòng chống tham nhũng và tiêu cực. Chiều ngày 2 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội đã phát hành văn bản số 3566 thông báo về kết quả của kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa 15. Kỳ họp này đã được tổ chức tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội và đã xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15, ông Dương Văn Thái, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ đông đảo công chúng. Không ít người đặt ra câu hỏi liệu ai sẽ là ông lớn tiếp theo ngã ngựa. Mời quý vị và các bạn cùng Phú Quý Tài Lộc tìm hiểu chi tiết về vấn đề này thông qua video ngày hôm nay. Bắt khẩn cấp bí thư tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái. Quý vị thân mến, tối ngày 1 tháng 5, theo thông tin từ Tổng thư ký Quốc hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã chấp thuận quyết định khởi tố ông Dương Văn Thái, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang và trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 1046 NQUBTVQH15, đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15. Nghị quyết cũng quyết định tạm đình chỉ các nhiệm vụ và quyền hạn của ông Dương Văn Thái trong vai trò đại biểu Quốc hội khóa 15, có hiệu lực từ ngày quyết định khởi tố bị can. Trước đó, ngày 15 tháng 4, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, đã bị Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam. Ông Hưng bị cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ theo khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354 của Bộ luật hình sự. Cũng trong khuôn khổ điều tra tại tỉnh Bắc Giang, cơ quan cảnh sát điều tra C03 cũng đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam các cá nhân liên quan trong ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp của tỉnh. Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc đều bị cáo buộc về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ theo khoản 3 điều 222 và khoản 4 điều 354. Ngoài ra, ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng của ban, cũng bị khởi tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng dựa trên khoản 3 điều 222 của Bộ luật hình sự. Con đường quan lộ của Bí thư tỉnh Bắc Giang trước khi bị khởi tố. Ngày 1 tháng 5, Văn phòng Quốc hội thông báo rằng Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã ban hành văn bản số 3551 TTKQHTT liên quan đến thông cáo báo chí. Theo đó, dựa trên các quy định pháp luật hiện hành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn nghị quyết số 1046 NQUBTVQH15 ngày 26 tháng 4 năm 2024. Nghị quyết này đồng ý với đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15. Đồng thời, nghị quyết cũng quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ và quyền hạn của ông Dương Văn Thái kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Dương Văn Thái, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1970 tại xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, sở hữu bằng tiến sĩ kinh tế và cao cấp lý luận chính trị. Ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 và đang giữ chức vụ Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Trước khi làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang,
ông Dương Văn Thái đã trải qua nhiều vị trí quan trọng. Ông bắt đầu sự nghiệp từ năm 1989 với vai trò cán bộ tại Phòng Văn hóa Thông tin Thể dục Thể thao thị xã Bắc Giang. Sau đó là Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 10 năm 1998. Tiếp tục sự nghiệp, ông đã giữ vị trí Phó trưởng Phòng Quản lý Thuế Doanh nghiệp Ngoài Quốc doanh tại Cục Thuế tỉnh Bắc Giang trước khi được bổ nhiệm làm Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bắc Giang. Từ tháng 2 năm 2006 đến tháng 9 năm 2010, ông Dương Văn Thái đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang. Tiếp đến, từ tháng 10 năm 2010 đến tháng 4 năm 2014, ông giữ chức tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang. Giai đoạn từ tháng 5 năm 2014 đến tháng 4 năm 2015, ông tiếp tục là tỉnh ủy viên và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2015 đến tháng 10 năm 2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Sau đó, từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 9 năm 2020, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Và từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 1 năm 2021, ông là Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Cuối cùng, từ tháng 2 năm 2021 đến hiện tại, ông giữ vai trò Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Bí thư Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội khóa 15 và Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Tổ trưởng Tổ đảng, Ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội. Năm 2022, tỉnh Bắc Giang thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực với ông Thái được bổ nhiệm làm trưởng ban. Tại hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo của tỉnh ủy năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, ông Thái nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đề cao các biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc liên quan. Những nỗ lực và kinh nghiệm dày dặn của ông trên con đường công danh đã ghi nhận được nhiều thành tựu, nhưng những sai phạm gần đây đã khiến những cố gắng của ông đổ sông đổ biển. Theo thông cáo báo chí từ Quốc hội, đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ và quyền hạn của ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15. Điều này tuân theo quy định của Điều 81 Hiến pháp 2013 và Điều 37 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, theo đó không được bắt giam, khởi tố, khám xét đại biểu Quốc hội mà không có sự đồng ý của Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi Quốc hội không họp. Việc bắt giam, khởi tố, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Thái do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định. Nếu đại biểu bị bắt quả tang phạm tội, cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Ngoài ra, Điều 39 Luật Tổ chức Quốc hội 2014 quy định trong trường hợp đại biểu Quốc hội bị khởi tố, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ và quyền hạn của đại biểu đó. Đại biểu Quốc hội có thể trở lại thực hiện nhiệm vụ và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra hoặc kết thúc vụ án, hoặc khi tòa án tuyên bố đại biểu đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự. Nếu đại biểu bị kết tội bằng bản án có hiệu lực pháp luật, họ sẽ mất quyền đại biểu Quốc hội từ ngày bản án có hiệu lực. Xúc tu bạch tuộc của tập đoàn Thuận An vươn dài thâu tóm nhiều gói thầu nghìn tỷ. Khi Bộ Công an khởi tố vụ án vi phạm quy định đấu thầu, đưa và nhận hối lộ liên quan đến công ty cổ phần tập đoàn Thuận An và các đơn vị liên quan, yêu cầu các tỉnh thành kiểm tra lại các gói thầu dự án của Thuận An Group, đã nảy sinh nghi vấn về khả năng mở rộng ảnh hưởng của công ty này. Thuận An Group, một tập đoàn đa ngành nổi tiếng với các dự án hạ tầng kỹ thuật, kinh doanh điện và năng lượng tái tạo, cũng như đầu tư bất động sản, được thành lập vào tháng 8 năm 2004 với vốn điều lệ ban đầu 3,9 tỷ đồng. Ông Nguyễn Duy Hưng, người sáng lập, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị và công ty có trụ sở tại số 14 đường Trường Chinh, tổ 20, phường Phương Liệt,
quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ năm 2011 đến 2018, Thuận An Group mở rộng quy mô, tăng vốn điều lệ liên tục. Đến năm 2014, vốn đã tăng lên 300 tỷ đồng, tăng gần 80 lần so với khi mới thành lập. Đến năm 2021, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 800 tỷ đồng, gấp hơn 200 lần so với ban đầu. Vào tháng 1 năm 2023, công ty đã đổi tên thành công ty cổ phần tập đoàn Thuận An Tác với ông Trần Anh Quang làm tổng giám đốc và ông Nguyễn Duy Hưng tiếp tục giữ vị trí chủ tịch. Dù chủ yếu nổi tiếng với các dự án hạ tầng giao thông lớn, Thuận An Group còn tham gia vào lĩnh vực năng lượng, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng. Giai đoạn từ 2019 đến nay, Thuận An Group đã tham gia khoảng 51 gói thầu dạng trực tuyến, trong đó trúng 39 gói, trượt 8 gói và 4 gói chưa có kết quả, với tổng giá trị thầu lên đến 22.612 tỷ đồng. Trong đó, 8.272 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu. Tuy nhiên, dù trúng thầu nhiều dự án lớn, kết quả kinh doanh của Thuận An lại khá ảm đạm. Giai đoạn 2017 đến 2019, doanh thu hàng năm dao động từ 250 đến 300 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ vài trăm triệu đồng do gánh nặng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp. Với vai trò là nhà thầu độc lập hoặc thành viên của liên danh, Thuận An Group đang tiến hành thi công nhiều gói thầu quan trọng tại các địa phương trên khắp cả nước, bao gồm Hà Nội, Ninh Thuận, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Bắc Giang, Cần Thơ, Thái Nguyên, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Hà Giang, Tuyên Quang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang và Lạng Sơn. Các bản ghi chép từ chính công ty và trên các trang thống kê đấu thầu cho thấy Thuận An Group liên tục trúng hàng loạt gói thầu xây lắp, trong đó có các dự án cầu lớn như cầu Sông Rút, cầu Cửa Hội, cầu Đồng Việt, cầu Máy Chai, cầu Kỳ Lộ, cầu Rạch Miễu 2 và cầu Vĩnh Tuy 2. Liên quan đến vụ án vi phạm quy định đấu thầu nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ tại công ty, một số lãnh đạo của Thuận An Group và lãnh đạo Bắc Giang bị bắt do liên quan đến dự án xây dựng cầu Đồng Việt. Trong đó, liên danh nhà thầu gồm cả Thuận An Group đã trúng thầu gói số 7 thuộc dự án cầu Đồng Việt có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là cầu dây văng đầu tiên và lớn nhất của tỉnh Bắc Giang, nối với tỉnh Hải Dương. Nguyễn Văn Thảo, khi đó là Giám đốc Ban Quản lý Dự án, đã ký quyết định phê duyệt trúng thầu gói thầu này. Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện nhiều vi phạm trong ký kết hợp đồng thi công của Ban Quản lý Dự án với liên doanh, bao gồm ký kết không rõ ràng về giấy đăng ký kinh doanh và không chỉ rõ ai là thành viên đứng đầu trong liên danh. Hợp đồng thi công gói thầu số 7 và 13 cũng thiếu thỏa thuận về số lần thanh toán và điều kiện thanh toán theo quy định pháp luật. Đồng thời, ông Nguyễn Duy Hưng, lãnh đạo và người đại diện theo pháp luật của Thuận An, cũng đang giữ vai trò tại các công ty khác như Công ty Cổ phần Đầu tư Haru, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Xây dựng Vận tải Dịch vụ Thành Đạt và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Điện lực. Hiện nay, Thuận An Group đang thi công hàng loạt gói thầu đường bộ tại nhiều địa phương trên cả nước, bao gồm gói thầu xây lắp số 2 thuộc dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, gói thầu ở dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1 và gói thầu 01EC thuộc dự án nút giao thông khác mức đường số 2 khu đô thị Nam thành phố Tuy Hòa. Công ty cũng tham gia trong liên danh ở gói thầu 10 năm xây dựng đường vành đai 3 qua thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và dự án thành phần đoạn Quy Nhơn, Chí Thành thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam. Bắt tạm giam và khởi tố trợ lý Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Sự việc bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2024, khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an quyết định mở rộng khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ và khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ông Hà bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, theo khoản 4, điều 358 của Bộ Luật Hình sự năm 2015
đã được sửa đổi vào năm 2017. Đến ngày 22 tháng 4, cơ quan điều tra đã thực hiện các thủ tục pháp lý, khám xét nhà và nơi làm việc của ông Hà với sự chấp thuận của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cùng với ông Hà, vụ án cũng liên quan đến ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang và ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An về các cáo buộc liên quan đến vi phạm đấu thầu và đưa hối lộ. Thêm vào đó, ông Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và ông Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông, Nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với cáo buộc tương tự. Trung tướng Tô Ân Sô, đại diện Bộ Công an, khẳng định rằng cuộc điều tra đang được mở rộng để làm rõ các vi phạm và thu hồi tài sản, nhấn mạnh mục tiêu xử lý nghiêm các vi phạm theo pháp luật. Ông Phạm Thái Hà, sinh năm 1976 tại Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, là tiến sĩ kinh tế và kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, CPA. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thư ký trưởng Ban Kinh tế Trung ương, trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ và trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 5 năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho nhiệm kỳ 5 năm. Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm do Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì, nơi ông Mẫn đã nhấn mạnh kỳ vọng vào khả năng duy trì phẩm chất chính trị và phát huy sự sáng tạo của ông Hà trong công tác của Quốc hội. Tại buổi lễ, ông Hà đã cam kết tiếp tục nỗ lực và tu dưỡng đạo đức, phong cách và bản lĩnh chính trị để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và sự sáng tạo trong công việc. Tuy nhiên, sau đó ông cũng đã bị bắt và khởi tố liên quan đến các vi phạm quy định về đấu thầu, bao gồm cáo buộc đưa và nhận hối lộ. Đây là một phần của nỗ lực nhằm đảm bảo minh bạch và công bằng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước. Liên quan đến vấn đề này, ngày 26 tháng 4, tại trụ sở của Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp và quyết định chấp thuận đơn từ chức của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026, sau khi ông đề nghị nghỉ công tác. Ông Vương Đình Huệ đã có sự nghiệp dài hạn tại các vị trí quan trọng trong Đảng và Nhà nước. Ông tự nguyện xin từ chức sau khi các vi phạm về hành vi đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Những vi phạm này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của Đảng, Nhà nước và bản thân ông. Ông Huệ, sinh năm 1957 tại Nghệ An, là giáo sư, tiến sĩ kinh tế và đã phục vụ như một đại biểu Quốc hội qua 3 khóa 13, 14, 15 và là Ủy viên Trung ương Đảng qua 4 khóa X, 11, 12, 13, trong đó có 2 khóa làm Ủy viên Bộ Chính trị 12, 13. Ông đã từng là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ và Bí thư Thành ủy Hà Nội. Trước khi tham gia chính trường, ông đã dành 22 năm làm việc tại Đại học Tài chính, Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Ông bắt đầu công tác tại cơ quan nhà nước là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước vào năm 2006, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính vào tháng 8 năm 2011. Sau đó giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương từ tháng 12 năm 2012 và kiêm nhiệm Bộ trưởng Tài chính đến tháng 5 năm 2013. Ông Huệ được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội từ tháng 4 năm 2016 và sau đó Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng. Trong kỳ họp cuối của Quốc hội khóa 14 vào tháng 3 năm 2021, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và tái đắc cử 3 tháng sau đó trong kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 15. Chức danh Chủ tịch Quốc hội của ông sẽ do Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm. Chiều ngày 2 tháng 5 năm 2024, Quốc hội khóa 15 đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 7 tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội.
phiên họp này đã xem xét và quyết định về việc miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ khỏi các chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 đến 2026, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, cũng như nhiệm vụ của ông là đại biểu Quốc hội khóa 15 đại diện cho thành phố Hải Phòng. Trong phiên họp, sau khi đã nghe các báo cáo và phát biểu của ông Vương Đình Huệ, Quốc hội đã tiến hành thảo luận. Cuộc bỏ phiếu kín sau đó đã được tiến hành và kết quả, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết về miễn nhiệm ông Vương Đình Huệ khỏi các chức vụ nêu trên. Nhiều tỉnh thành trên cả nước rà soát các gói thầu của tập đoàn Thuận An. Gần đây, C03 Bộ Công an đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan cung cấp thông tin và hồ sơ đầy đủ về gói thầu số 3 của dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn Chánh Đông thành phố Buôn Ma Thuột. Yêu cầu bao gồm toàn bộ quá trình từ phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư, thiết kế, dự toán, mời thầu, đấu thầu, chấm thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, triển khai dự án, đến ký kết hợp đồng và các giai đoạn tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí đầu tư. Dự án này dài hơn 39,6 km qua 3 huyện Cam Ga, Cucuin, Krông Park và thành phố Buôn Ma Thuột. Ban đầu được phê duyệt với tổng vốn là hơn 1.500 tỷ đồng và sau điều chỉnh lên hơn 1.841 tỷ đồng, tăng 332 tỷ đồng. Trong đó, gói thầu số 3 dài hơn 20 km, có giá trị hợp đồng hơn 490 tỷ đồng, được thi công bởi liên danh bao gồm các công ty như An Nguyên, Sài Gòn, Trường Sơn và Tập đoàn Thuận An. Tại Quảng Nam, sau vụ bắt giữ ông Nguyễn Duy Hưng, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phát hành văn bản số 2647 UBND-DKTN ngày 16 tháng 4 năm 2024, yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các đơn vị địa phương rà soát các công trình, dự án có liên quan đến Tập đoàn Thuận An để báo cáo lại. Ở Phú Yên, ông Nguyễn Minh Hòa, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký văn bản số 2163 UBNDDTXD truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tạ Anh Tuấn về việc giao cho các cơ quan chức năng rà soát và báo cáo các dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An và các đơn vị thành viên tại Phú Yên. Các đơn vị như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Phú Yên được giao nhiệm vụ này. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi vi phạm của bị can tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và thu hồi triệt để tài sản. Các địa phương cũng đang khẩn trương tiến hành rà soát và kiểm tra các dự án gói thầu liên quan đến tập đoàn này. Việc bắt giữ bí thư tỉnh Bắc Giang, ông Dương Văn Thái, đã làm dấy lên nhiều câu hỏi và lo ngại về tình trạng tham nhũng trong hệ thống chính quyền. Sự kiện này không chỉ làm suy giảm niềm tin của công chúng vào các nhà lãnh đạo mà còn cho thấy những thách thức trong cuộc chiến chống tham nhũng tại Việt Nam. Qua đó, nó cũng phản ánh sự cần thiết của việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh và minh bạch, đồng thời củng cố các biện pháp ngăn ngừa để không chỉ xử lý hậu quả mà còn ngăn chặn nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Các cáo buộc đối với ông Thái và các cá nhân khác trong các vụ án liên quan đến đấu thầu và hối lộ là minh chứng cho thấy sự cần thiết của việc thắt chặt quản lý và kiểm soát trong các dự án công. Điều này không chỉ giúp đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc phân bổ nguồn lực quốc gia mà còn góp phần tạo dựng một nền kinh tế lành mạnh hơn. Việc điều tra và xử lý nghiêm minh các cá nhân liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật là bước đi quan trọng trong việc khôi phục niềm tin của người dân vào chính quyền và củng cố pháp quyền tại Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để cải cách và tăng cường tính minh bạch, đạo đức trong quản lý công, góp phần vào việc phát triển bền vững và công bằng xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc tiếp tục theo dõi sát sao, điều tra kỹ lưỡng và đưa ra ánh sáng những vụ việc liên quan đến tham nhũng là hết sức cần thiết. Chỉ khi nào mọi hành vi vi phạm được xử lý triệt để, chúng ta mới có thể mong đợi sự lột xác trong cách thức quản lý và điều hành của nhà nước, vì một Việt Nam phát triển toàn diện và bền vững hơn trong tương lai.
liệu rằng thời gian tới còn những cái tên nào liên quan đến sai phạm của tập đoàn Thuận An sẽ được phanh phui. Tất cả sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ấn like video và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.